Lại với kênh của Phạm Huấn, nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách đúc được cái viên kê bê tông ra bóng mịn đẹp. Đó, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết. Thì trên màn hình các bạn đang quan sát đây là cái viên mà mình đã đúc ra đây. Đấy. Viên kê được đúc ra và có cho phụ gia. Đấy các bạn thấy không? Nó màu, thứ nhất là màu sắc này. Thứ hai là cái độ rắn của nó rất là cao này. Đấy, màu sắc đẹp này. Độ rắn cao này. Đấy, viên da bóng đẹp này. Các bạn thấy không? Đấy, đây. Con này là con H7, con này là con V2, đây là hai con phổ thông này. Bóng đẹp luôn, số to rõ ràng luôn. Các bạn thấy không? Đấy, nó cực kỳ là bóng mịn. Đẹp, số to rõ ràng. Đấy, còn đây là cái phân biệt giữa cái viên mà có phụ gia và không có phụ gia này. Khác nhau hoàn toàn luôn nhá. Màu sắc thì màu bành bạch này. Số thì không rõ này. Đấy, và chất liệu thì không thể rắn bằng những cái viên đã có phụ gia được này. Đấy, hàng cực kỳ là rắn chắc luôn, cực kỳ là chất luôn cho anh em và các bạn nhé. Thì đấy, các bạn có nhu cầu về cái khuôn đúc con kê này và có nhu cầu mà xưởng thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn kỹ hơn về cái sản phẩm của bên mình đang phân phối đây.